loại hạt mệnh danh chiến binh bổ thận, hầm với gà ác, táo đỏ dưỡng thận ích tinh, cường gân kiện cốt. Mặc dù rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng nên sử dụng loại hạt này. Cùng với tâm, can, tỳ, phế, thận là một trong năm bộ phận quan trọng của cơ thể, đóng vai trò chủ chốt trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Trong y học cổ truyền, thận có chức năng tàng tinh, quyết định sự phát triển, sinh sản, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của cơ thể, cân bằng nội tiết tố và khả năng miễn dịch. Bởi vậy, trong cuốn có viết, muốn dưỡng sinh trước tiên hãy dưỡng thận, tức là thận khỏe gấp đôi, sống thọ trăm tuổi, ý chỉ tới tầm quan trọng của việc dưỡng thận khỏe mạnh. Ngày nay, cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực khiến nhiều người thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi, xuất hiện các vấn đề như rụng tóc, suy nhược cơ thể, chất lượng giấc ngủ kém. Những vấn đề này có liên quan mật thiết đến việc thận khí suy yếu. Do đó, việc bổ sung những thực phẩm E bổ thận E trong chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp duy trì sự cân bằng và sức khỏe cho cơ thể. Do đó, xin giới thiệu đến bạn đọc một loại thực phẩm được mệnh danh là chiến binh bổ thận ghi cùng với công thức chế biến thành món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, giúp bạn vừa thưởng thức ẩm thực vừa dưỡng sức khỏe. Loại thực phẩm đang được nhắc đến ở đây chính là đậu đen, loại hạt rất quen thuộc với chúng ta. Theo Đông y, việc sử dụng đậu đen hợp lý sẽ giúp chúng ta bổ thận ích tinh, cường gân kiện cốt, giúp cơ thể thêm khỏe mạnh. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra, đậu đen chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể như sắt, các vitamin nhóm B, canxi, magie, kali, chất xơ. Các chất này có công dụng duy trì sự chắc khỏe cho xương, hạ huyết áp, kiểm soát tiểu đường và ngừa các bệnh tim mạch và ung thư. Có thể thấy, bổ sung đậu đen vào chế độ ăn uống là cách đơn giản mà hiệu quả để tăng cường sinh lực, cải thiện sức khỏe và duy trì mái tóc đen nhánh. Món gà ác hầm táo đỏ, đổ đen siêu bổ dưỡng. Nguyên liệu: 500g gà ác, 30g đậu đen, 4-5 quả táo đỏ, có thể thêm hoàng kỳ, kỳ tử tùy khẩu vị. Gia vị: muối, mắm, gừng, rượu nấu ăn. Sơ chế đậu đen: chuẩn bị một lượng đậu đen vừa đủ, cho vào nước rửa sạch, sau đó ngâm nước lạnh khoảng 1 tiếng, như vậy dinh dưỡng trong đậu đen mới được giải phóng hết. Sơ chế gà ác: chuẩn bị nửa con gà ác, làm sạch, chặt miếng nhỏ, cho vào nước rửa sạch, sau đó dùng nước muối pha loãng ngâm để ra hết máu thừa. Sơ chế nguyên liệu khác: rửa sạch các nguyên liệu còn lại, táo đỏ rửa sạch, bỏ hạt, thái miếng nhỏ. Gừng thái lát mỏng. Cách nấu món gà ác hầm, táo đỏ, đổ đen rất đơn giản. Sau khi sơ chế các nguyên liệu, cho gà ác đã rửa sạch vào nồi hầm, đồng thời bỏ tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, thêm một lượng nước vừa đủ và hầm trong 1,5 tiếng. Sau khi hầm xong, có thể nêm nếm gia vị cho vừa ăn là có thể thưởng thức. Món canh có vị ngọt thanh, thơm lừng, có công dụng giúp làm đẹp da, dưỡng tóc đen mượt, giảm căng thẳng mệt mỏi. Ngoài ra, cả đổ đen và gà ác đều rất giàu protein, sắt và các chất dinh dưỡng khác. Canh gà ác hầm đậu đen có thể bổ sung hiệu quả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể. Những ngày thời tiết trở lạnh, được thưởng thức một bát canh gà táo đỏ đậu đen nóng hổi thì người lớn lẫn trẻ nhỏ đều yêu thích. Một số lưu ý khi sử dụng đậu đen. Dù đậu đen được đánh giá cao vì giá trị dinh dưỡng của nó, không phải mọi đối tượng đều phù hợp để tiêu thụ hạt này. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, hàm lượng chất xơ cao trong đậu đen có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa như đau bụng, chướng bụng và tiêu chảy, đặc biệt là đối với những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc những bệnh lý liên quan đến hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, purin có trong đậu đen khi được chuyển hóa sẽ tạo ra axit uric, làm tăng nguy cơ phát triển hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh gu và sỏi thận. Một loạt các nghiên cứu cũng ghi nhận rằng lectin, một loại protein có trong đậu đen, có thể gây ra kích ứng tiêu hóa nếu hạt đậu không được nấu chín đúng cách. Ngoài ra, một số cá nhân có thể phát triển dị ứng với đậu đen hoặc có phản ứng chéo với các loại đậu khác. Đối với những người này, tiếp xúc thậm chí với lượng nhỏ cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng từ nhẹ đến nặng. Do đó, người dùng cần lưu ý khi bổ sung đậu đen vào chế độ ăn uống để đảm bảo an toàn và phù hợp với từng tình trạng sức khỏe cụ thể.